Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Với La đã bước sang năm mới 2024, nhu cầu giải trí vui chơi, tìm hiểu piano cơ đang dần trở nên phổ biến với nhiều sự lựa chọn dành cho người chơi. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức xoay quanh việc tối ưu chi phí, nhanh chóng và chất lượng sản phẩm tốt. Hôm nay anh em hãy cùng mình tham quan kho hàng mới siêu hoành tráng của Minh Phụng Music, sở hữu quy mô, diện tích rộng, đầy hiện đại trong buổi xuống công. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya và cũng là lúc xe công đang lăn bánh để vào bãi. Đội xuống hàng quen thuộc với anh em đã đến rồi. Các anh đang cẩn thận hướng dẫn cho anh tài công điều khiển xe tiến vào trong kho hàng. Xe công đã tiến vào bãi. Trước mắt anh em chính là thùng công khổng lồ, trọng lượng lên đến 30 tấn với bên trong là gần 100 cây piano cơ, ghế piano cao cấp. Nào anh em theo mình nhé. Đây là lúc đội tiến hành các khóa bảo vệ cống hàng, cửa công mở ra và các anh đang gỡ chốt cố định. Đội thanh niên đang phối hợp đưa chiếc piano cơ đầu tiên xuống, cái đàn đưa lên xe đẩy từ từ theo đội tiến vào trong kho. Lần lượt từng cây đàn đã ở bên trong và team lại tiếp tục đưa những chiếc piano tiếp theo vào. Phía bàn nâng hạ xuống rồi hợp sức lăn bánh cùng với 4 thành viên của đội vào kho hàng. Từng mẫu piano theo các dòng khác nhau được đưa đến vị trí riêng biệt của từng series. Mỗi mã sản phẩm đều được phân biệt rõ ràng, sắp xếp theo từng khu vực cụ thể phù hợp để tránh sai sót trong khâu vận chuyển hàng, giúp cho khách hàng thuận lợi tham quan, chọn mua và nhân viên kiểm tra bảo dưỡng một cách tiện lợi nhất. Ngay lúc này đây, bên trong thùng công, từng cây piano đang được 3 người hợp lực đưa ra phía ngoài, tiến đến bàn nâng, đưa xuống lăn bánh vào trong kho, sau đó sẽ tháo xe đẩy và hạ xuống chậm chậm cẩn thận. Vậy là công việc lại tiếp tục. Anh em với tinh thần hăng say đầy nhiệt huyết để phối hợp cùng nhau mau chóng xuống đàn cho có hàng sớm phục vụ khách hàng ngay sau Tết. Ngoài quy trình làm việc chuyên nghiệp cũng như sự nghiêm túc cực cao đầy tập trung của đội ngũ xuống đàn hôm nay, anh em cũng không nên bỏ qua quá trình kiểm tra sản phẩm piano. Từng cây của các anh vô cùng chăm chú và đầy nhiệt huyết với mong muốn mỗi chiếc đàn đều giữ nguyên được vẻ đẹp hoàn hảo nhất từ khâu nhập hàng cho đến lúc về kho. Các bạn ơi, hãy cùng mình chiêm ngưỡng sự hoành tráng của đợt hàng kỳ này cũng như sự rộng lớn đến từ kho hàng mới của công ty Minh Phụng Music, sở hữu diện tích siêu lớn. Đến kho hàng này có thể nhập hàng piano cơ về liên tục từ 2 đến 3 công phục vụ anh em mà không phải lo lắng. Ngoài ra với lợi thế này, sự đa dạng về thương hiệu của các dòng piano cơ được nhiều khách hàng yêu thích đều có tại showroom như Yamaha, Kawaii, Ibazon, Era. Chính vì vậy ngay trong tháng 2 này, chương trình ưu đãi giảm giá cực sâu dịp năm mới tất cả các model piano cơ tại Minh Phụng Music đang diễn ra vô cùng sôi động. Vì thế mà anh em hãy nhanh chóng tham gia để sở hữu ngay cây đàn yêu thích với mức giá hấp dẫn nhất nhé. Và trên mỗi cây đàn cơ trước khi được tiêm để vào trong kho đều được phủ nhiều lớp bìa dày che các vị trí quan trọng của một cây piano như là nắp đàn, nắp phím để giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất của đàn, đồng thời tránh chảy xước trong quá trình vận chuyển. Còn đây là chiếc Baby Grand Piano duy nhất được nhập về lần này, Yamaha G3E, với khối lượng lên đến 300 kg. Toàn bộ thân cùng sau bo bọc nhiều lớp nệm dày cùng với bìa cứng che những vị trí quan trọng như vòng dây ràng chắc chắn đang được đội hạ bàn nâng để vào kho, và toàn bộ đàn piano cơ đã đầy đủ bên trong kho. Giờ đây anh em hãy cùng mình xem thử một chiếc piano nguyên bản trực tiếp từ Nhật về kho chưa qua sửa chữa làm mới sẽ như thế nào nhé. Toàn bộ 88 phím đàn có độ nhảy cao, khóa đàn mạ vàng bóng, logo nhà Dibason mạ vàng thẩm mỹ, đường kẻ dọc phím đỏ đẹp mắt cùng bộ bê đan chất lượng cực tốt. Còn đây là những chiếc ghế piano cao cấp được trang bị tăng đớ với nhiều màu sắc ấn tượng từ nâu gỗ đen bóng, kiểu dáng chân cong sang trọng đến chân đứng đầy chắc chắn với mặt ghế bọc lớp da cao cấp, chính là quà tặng khi các bạn mua piano cơ tại Minh Phụng Music. Giờ đây chính là lúc anh em cùng theo mình khám phá kho hàng siêu rộng lớn của Minh Phụng Music. Nào đi thôi. Đây chính là khu vực kỹ thuật nơi team sẽ tiến hành sửa chữa lên dây, hoàn thiện các chi tiết máy, toàn bộ các mẫu đàn trước khi đưa đến showroom. Và đây là khu vực sơn tân trang tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho toàn bộ đàn piano cơ. Vậy là buổi xuống công piano cơ phục vụ anh em kỳ này đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.